Xin chào tất cả các anh em, chào mừng tất cả anh em đã quay trở lại với cái video mới nhất của mình ngày hôm nay. Thì đây là cái video đầu tiên trong cái chuỗi series mà chia sẻ cách làm YouTube từ A đến Z của mình. Đây là mình sẽ đi theo một cái lộ trình nhất định từ A đến Z luôn, từ khi lập kênh cho đến khi rút tiền như thế nào. Và mình vẫn nói luôn, đây là cái video chỉ dành cho những người thực sự là có tài năng và người ta muốn phát triển cái tài năng đó trên lĩnh vực YouTube. Tức là người ta có những cái tài lẻ về âm nhạc, về nấu ăn, về chơi thể thao thì người ta vận dụng cái tài năng đó vào để người ta phát triển cái bản thân của họ. Phát triển cái tài năng của họ đấy, cái tài lẻ của họ trên lĩnh vực YouTube bằng cách sản xuất nội dung video và chia sẻ lên mạng xã hội và kiếm tiền từ đấy. Còn tất cả những cái bạn mà đang có cái tư tưởng là đua đòi, thích thì làm đấy, cái kiểu như thế thì mình không sẵn sàng chào đón trong video này. Video này chỉ chào đón những bạn thật sự là nghiêm túc với lĩnh vực YouTube, sẵn sàng đầu tư thời gian, tiền bạc và chất xám để sản xuất nội dung video một cách nghiêm túc. Muốn kiếm được tiền từ YouTube thì bắt buộc phải có một kênh YouTube và phải tạo kênh YouTube. Thì trong video ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ với anh em cái cách tạo cái Gmail làm sao cho chuẩn và tạo tên kênh YouTube làm sao cho nó hợp lý. Nói đến đây là mình cũng xin nói thêm một cái ý nhỏ như này nữa. Hiện tại là có rất rất nhiều người đang có một cái kênh hoặc là vài cái kênh mà đang sở hữu có lên đến vài trăm người đăng ký và bòn nhặt mãi được vài trăm người, ví dụ đi đăng ký chéo, đi kêu gọi, rồi là đi bơm sub, bơm giờ, bơm view và được mấy chục người đăng ký hay mấy trăm người đăng ký. Và hiện tại cái kênh đó gặp rất nhiều vấn đề liên quan đến bản quyền rồi là và kênh đó gần như kiểu là một kênh rác và các bạn đang tiếc rẻ kênh đó, thì mình xin khẳng định với anh em, nếu như anh em đã xác định làm YouTube nghiêm túc thì những cái con số một vài trăm người đăng ký thì nó không bao giờ quan trọng. Và nếu như anh em muốn làm ngon lành thì anh em hãy bắt đầu từ con số 0, bắt đầu từ một cái Gmail mới tinh, bắt đầu từ một cái kênh mới tinh và hãy xác định nghiêm túc với kênh đó thì anh em sẽ thành công. Nếu như kênh của anh em có vài trăm người đăng ký mà nó trong sạch, chưa có vấn đề gì thì ok, anh em giữ lại và tiếp tục làm. Còn nếu mà đã có cái vấn đề gì rồi mà anh em cảm thấy nó không an toàn thì tốt nhất anh em nên gác nó sang một bên và mình đi theo một con đường mới tinh, con đường mà mình tự vẽ ra. Và mình xin nói thêm một vài câu nữa là cái video này mình chỉ chia sẻ với những bạn xác định nghiêm túc với YouTube thì đương nhiên là họ sẵn sàng đầu tư về tiền bạc, về tài chính để họ sắm cho mình một cái máy tính. Tại sao mình lại nói anh em rằng anh em hãy đầu tư cho mình một cái máy tính, không cần phải ngon quá? Tại vì nhiều anh em hiện tại đang sửa video bằng điện thoại, quay video bằng điện thoại và đăng video lên mạng xã hội cũng bằng điện thoại. Có một lời khuyên nhỏ cho anh em là anh em nên sắm cho mỗi người một cái máy tính cũ, laptop, không cần phải khỏe, không cần phải mới, máy nhỏ bình thường thôi nhưng mà nó đủ để có thể là đăng tải video lên trên YouTube. Sở dĩ vì sao mình lại nói như vậy, tại vì khi mình có một cái laptop thì mình đăng tải video lên nó sẽ chuyên nghiệp hơn. Trong cái phần đăng tải video nó sẽ có thể là giúp anh em thêm từ khóa, thêm thẻ tang và cũng như là có thể chèn các cái thẻ vào trong cái video của mình và cũng như là tạo ảnh thumbnail. Tóm lại là rất nhiều thứ làm ở trên máy tính mà điện thoại khó làm được. Điện thoại làm được nhưng mà nó hơi khó, thao tác nó hơi khó một chút. Còn máy tính làm rất là dễ dàng trong việc đăng tải video lên. Và cái quan trọng là anh em có thể là sử dụng cái laptop đó để có thể là tự chạy quảng cáo cho cái video của mình, sẽ dễ dàng hơn rất là nhiều. Và trong video ngày hôm nay mình chia sẻ với anh em cái cách tạo Gmail và tạo kênh YouTube như nào cho nó chuẩn. Mình nên tạo kênh chính hay là kênh thương hiệu và nó khác nhau như thế nào. Tất cả trong video ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ với anh em hoàn thiện các cái bước để tạo một cái kênh YouTube như thế nào cho nó chuẩn. Bắt đầu video thôi. Đầu tiên anh em mở cho mình một cái tab mới lên như thế này. Sau đó anh em tìm cho mình cái từ khóa là tạo Gmail chẳng hạn. Đấy, Enter. Rồi, đầu tiên đây, tạo tài khoản Gmail, em bấm vào đấy cho mình. Rồi, mình tích vào cái ô màu đỏ đây, tạo quả tài khoản đây. Rồi, bây giờ nó hỏi họ tên mình, thì anh em nên sẵn sàng là khai tên thật của mình để cho mình dễ nhớ. Cái này mình tạo tài khoản Gmail chứ không phải là tạo tên kênh YouTube. Mình tạo bằng chính cái tên của mình và tí nữa mình tạo tên kênh YouTube thì mình có thể là biến đổi nó đi kiểu khác được. Còn cái Gmail thì mình nên sử dụng đúng cái tên của mình, ví dụ mình họ Lưu chẳng hạn. Đây, họ Lưu đúng không? Tên mình là tên thưởng. Rồi, tên người dùng mình có thể đặt là ông T Vlog hoặc là cái gì đó. Ông T Vlog 94 chẳng hạn. Rồi, mật khẩu thì mình có thể sử dụng mật khẩu của mấy cái này dưới này được này. Em tiếp theo để tạo. Rồi, đến cái phần này nó hỏi mình là số điện thoại là không bắt buộc. Nhưng mà nếu mà anh em xác định nghiêm túc và duy trì cái kênh này lâu dài thì anh em phải đăng nhập số điện thoại vào đây. Để sau này anh em có thể bảo mật hai bước là một này. Và anh em sau này có mất kênh hay mất Gmail có thể là khôi phục lại bằng cái số điện thoại này. Nên sử dụng số điện thoại chính của mình. Thì đây là mình đang làm một cái video chia sẻ với anh em thì mình sẽ sử dụng một cái gọi là cái số điện thoại không chính thức của mình mượn của người khác về 0987
193894. Rồi bây giờ đến hỏi cái địa chỉ email khôi phục. Thì anh em nếu như anh em đang có một cái Gmail mà anh em vẫn đang dùng thường xuyên đến lâu dài ấy, thì em nên sử dụng cái Gmail đó để đặt vào đây để làm cái Gmail khôi phục. Ví dụ như sau này kênh của anh em có vấn đề gì, có thể là sử dụng cái Gmail chính đó để có thể khôi phục được cái Gmail kênh của mình nhá. Thì đây là mình bỏ qua, mình không quan trọng cái vấn đề đấy, mình tạo cái này thôi. Nhưng mà anh em nên thêm vào nhá. Mình ngày sinh là ngày 13 tháng 2 năm 1994. Mình giới tính là không xác định. Đùa thôi. Đó, sau đó ấn vào tiếp theo. Đấy, xem mình số điện thoại thì mình bắt đầu là mình xác minh, thì nó sẽ gửi mã về cho điện thoại của mình. 972681. Rồi ok, đã xác minh. Rồi tôi đồng ý. Rồi tôi đồng ý. Như vậy là anh em đã có cho mình được một cái gọi là cái tài khoản Gmail. Thì anh em bắt đầu là anh em vào đây chỉnh sửa ảnh các kiểu cho mình này. Ví dụ anh em đăng tải một cái bức ảnh của anh em lên. Đấy, ví dụ ảnh của anh em như thế nào thì có thể là chọn từ máy tính lên này, chọn bừa đi một cái ảnh mà anh em cảm thấy ưng ý chẳng hạn như thế. Ở đây mình không có ảnh thì mình sẽ không đăng tải lên, tại vì cái đây là máy mới mà mới mua, mình chưa có một cái ảnh nào trong cái này hết và mình đã bỏ qua. Và sau khi tạo được cái Gmail này, anh em hãy ấn vào phần bảo mật cho mình để có thể là xác minh được hai bước để giữ cho cái tài khoản của mình nó an toàn. Đây, nó hỏi mật khẩu đây, thì sử dụng điện thoại để đăng nhập. Đây thì mình ấn vào đăng nhập hai bước, xác minh hai bước, ấn bắt đầu. Mật khẩu đây. Đây, số điện thoại của mình đây. Đấy, ấn lưu luôn. Rồi, bấm tiếp theo. Thì bây giờ nó sẽ cho mình một cái mã gửi đến cái điện thoại, cái số điện thoại mình vừa đăng ký tài khoản Gmail này. Rồi, ấn tiếp theo. Bật. Được rồi, coi như anh em bây giờ hiện tại đã xác minh tài khoản hai lớp được rồi, xác minh bảo mật hai lớp được rồi. Thì khi anh em đăng nhập cái tài khoản Gmail này trên một thiết bị lạ thì đương nhiên là sẽ gửi cái mã về cho điện thoại của mình, và mình phải đăng nhập cái số cái mã đấy vào thì mình mới có thể là đăng nhập vào cái tài khoản Gmail này được. Họ có mật khẩu, họ có Gmail của mình nhưng mà họ không có cái mã gửi đến số điện thoại của mình thì họ không đăng nhập được. Thì đấy gọi cái hay của cái bảo mật hai lớp, bảo mật hai bước. Bất kỳ một ai đăng nhập vào tài khoản Gmail của bạn thì sẽ báo với điện thoại của bạn, vừa có một thiết bị lạ đăng nhập vào tài khoản, bây giờ phải xác minh bằng cái mã này thì mới được. Thì đấy là cái hay của nó. Rồi bỏ qua cái này. Sau đó anh em xong rồi, anh em chuyển hướng sang cho mình sang YouTube. Thì bây giờ mình sẽ ấn vào đăng nhập và mình chọn tài khoản Gmail. Thì mình chọn tài khoản Gmail là tài khoản ông TVlog 94. Đây, mật khẩu đã lưu sẵn rồi. Tiếp theo. Đấy, xác minh hai bước, lại phải nhập vào đây bằng cái mã xác minh này thì mới được. Có mật khẩu, có Gmail không vào được, phải có mã xác minh nữa. Anh em lưu ý vấn đề đấy. Và bây giờ bắt đầu là đến vấn đề là tạo kênh này. Đây là cái điều quan trọng này. Anh em ấn vào logo bên phải cho mình. Hiện tại là chưa có kênh YouTube, mới có tài khoản Gmail. Tài khoản Gmail và kênh YouTube nó là một, tại vì công ty Google đã mua lại cái công ty YouTube. Ấn vào tạo kênh. Rồi bây giờ hành trình sáng tạo của bạn bắt đầu. Ấn vào chữ bắt đầu tạo kênh. Đây, đây là cái phần quan trọng này. Anh em, nhiều anh em đang nhầm trong vấn đề đây. Em nhìn bên trái nhá, nó có cái chữ là sử dụng tên của bạn, tạo một kênh bằng tên và hình ảnh trên tài khoản Google của bạn. Đây sẽ là kênh chính của bạn. Còn nếu như anh em sang bên phải này, ấn vào đây, sử dụng tên tùy chỉnh, tạo một kênh bằng thương hiệu hoặc tên khác và ảnh. Tạo ở đây, ấn vào chọn này. Thì mình khuyên anh em nên tạo cho mình một cái kênh chính nhá, bên trái này, ấn vào chọn. Và sau đó anh em có thể là sửa cái tên của mình, chứ không phải là nhất thiết là mình cứ phải sử dụng cái tên thưởng lưu này. Thì mình có thể sử dụng một cái tên khác hoàn toàn để mình tạo cái kênh YouTube của mình. Được rồi, bây giờ quay về trang chủ của cái kênh YouTube. Thì bây giờ anh em là ấn vào logo bên phải cho mình, ấn vào đó, và mình muốn đổi cái tên kênh của mình như thế nào thì ấn vào đấy. Sau đó ấn vào phần là cài đặt ở dưới này. Rồi bây giờ nó sẽ có cái ô là chỉnh sửa trên Google. Thì anh em tích vào đấy cho mình để chỉnh sửa cái tên của mình. Đấy, ví dụ bây giờ anh em muốn đổi tên kênh YouTube của mình như thế nào thì ấn vào đây, ấn vào cái bút và chỉnh sửa. Hiện tại kênh của mình đang là thưởng lưu. Thì bây giờ anh em muốn tạo một cái kênh YouTube mang tên gì đó, ví dụ như mình là ông T chẳng hạn, ông T Vlog dưới này chẳng hạn, đúng không? Đó. Và đây, đây sẽ là cái tên kênh YouTube của mình. Còn cái vấn đề chọn tên kênh này, nếu như anh em muốn chọn tên kênh làm sao cho nó hợp lý với lại cái chủ đề anh em làm, thì anh em phải xác định ngay từ đầu là mình làm YouTube với cái chủ đề gì. Và anh em hãy sử dụng cái tên của mình kết hợp với lại cái chủ đề anh em định làm. Ví dụ như là ông T Chôn,
hoặc ông T Vlog, thì anh em có thể là kết hợp cái tên của mình và cái chủ đề kênh của mình để có thể tạo lên một cái kênh YouTube, một cái tên kênh YouTube cho nó hợp lý. Đấy là quyền của anh em. Sau đó ấn vào lưu. Đã xong. Sau đó bạn quay trở lại một bước. Rồi, thì bây giờ là thêm hình ảnh lên, anh em có thể tải hình ảnh lên một cách bình thường. Đây, thêm ảnh hồ sơ thì mình có thể thêm ảnh lên, chọn từ máy tính lên này. Rồi, đặt làm ảnh hồ sơ. Được rồi anh em, thì bây giờ mình bắt đầu là xong tất cả những cái bước ở bên tài khoản Google rồi. Bây giờ mình chuyển sang cái tài khoản YouTube của mình và mình bắt đầu là thiết lập cho nó, làm sao cho nó hoàn chỉnh. Thì anh em tiếp tục ấn vào logo kênh cho mình, ấn vào đó và ấn vào cài đặt. Đây, thì ấn vào cái sơ qua cho anh em xem là cái trạng thái tính năng của kênh như thế nào. Khi cửa sổ này mở lên thì anh em sẽ biết được là ở cái kênh của mình đã vi phạm những cái gì rồi. Ví dụ như là trường hợp vi phạm của kênh này thì là có 0/3 cảnh báo bản quyền, tức là kênh của bạn trong sạch, chưa vi phạm bản quyền lần nào, và 0/3 cảnh báo vi phạm nguyên tắc cộng đồng, thì đương nhiên kênh anh em cũng đã sạch, chưa có vi phạm một cái gì hết. Đây là một cái kênh xanh sạch đẹp, kênh mới tinh mà. Đấy, tất cả những cái này thì mình từ đã xuống sau nhá. Cái quan trọng trên này anh em phải xác minh cái kênh YouTube này bằng cái số điện thoại mà anh em vừa đăng ký tài khoản Gmail. Tại vì sao? Thì khi xác minh như này thì anh em mới có thể là đăng tải một cái video dài trên 10 phút lên YouTube được, còn không thì anh em không đăng tải được đâu. Phải xác minh. Và đương nhiên mình chọn số điện thoại của mình cơ nãy. Sau anh em ấn gửi cho mình. Đây, đã xác minh, xin chúc mừng tài khoản YouTube của bạn đã được xác minh. Thì giờ anh em có thể là đăng tải video lên một cách bình thường, dài trên 10 phút, thoải mái vô tư luôn. Mình enter nó lại cái trang này. Thì anh em đã xác minh xong rồi chưa? Với phần kiếm tiền là phần quan trọng này. Đây, trở thành đối tác thông qua kiếm tiền bằng cách hiển thị quảng cáo trên video của bạn. Đấy, đủ điều kiện rồi, ấn vào bật. Thì khi anh em bấm vào đây thì nó sẽ sổ ra cho anh em một cái bảng như này để anh em biết được rằng là cái kênh của mình đã có bao nhiêu người đăng ký trong vòng 12 tháng gần nhất, và số giờ xem được bao nhiêu, số giờ xem trong vòng cái 4.000 giờ xem công khai đấy. Nhiều anh em đến đây hỏi rằng là hiện tại kênh của bạn thì đang làm được khoảng độ 15 tháng rồi hoặc là 2 năm rồi mà chưa đủ điều kiện thì có bật kiếm tiền được hay không. Thì nhiều bạn cứ nghĩ rằng là cứ làm 12 tháng mà không đủ điều kiện là không bật kiếm tiền được. Nhưng mà các bạn đã nhầm, 12 tháng đấy không phải là 12 tháng cố định trong một khoảng thời gian, mà là 12 tháng gần nhất tính đến thời điểm hiện tại. Tức là từ thời điểm hiện tại hết về trước đúng 12 tháng mà kênh bạn đủ điều kiện thì bạn có thể là hoàn toàn bật kiếm tiền một cách bình thường. Thì em cứ vào đây xem trong cái phần này là anh em biết được rằng là anh em đạt được cái mức nào rồi, cái bảng này thông báo như thế nào thì mình biết là như thế, và mình biết được đủ điều kiện hay không là ở cái bảng như thế này. Đây, số người đăng ký đây và số rơi trong công khai đây, anh em cứ vào xem như thế này thì anh em biết được là cần phải làm những cái gì. Còn cái phần tài khoản Google AdSense mình cứ bỏ qua một bên, mình cứ phát triển, tập trung phát triển nội dung đã nhá. Sau này mình sẽ hướng dẫn anh em cách tạo tài khoản AdSense xong. Hiện tại kênh của anh em nó mới có cái gọi là cái ảnh đại diện kênh thôi, còn ảnh bìa kênh chưa có. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn anh em cách tạo ảnh bìa kênh làm sao cho nó đúng. Thì anh em có thể là vào trong cái phần là phần canva.vn thì phải, hoặc .com ấy, mình nhớ như thế. À, canva.com. Thiết kế đây, logo đẹp. Ấn vào đây cho mình và ấn vào chữ là bắt đầu thiết kế logo tùy chỉnh. Thì cái đơn hỏi đăng nhập bằng cái Gmail hay tài khoản Facebook thì này nó đơn giản thôi, nó không bị mất cái gì đâu, anh em cứ ấn vào tài khoản Google bình thường thôi. Mình ấn vào một cái tài khoản của mình luôn đi, tài khoản mới lập ấy, an toàn, có cái gì đâu. Đây gọi là cái tài khoản Gmail để xác minh là có người dùng và người ta lưu lại cho mình những cái mà mình đã tạo ở trên này để người ta lưu giữ lại cho mình thôi, chứ nó không phải là xâm nhập vào kênh YouTube của mình. Cho nên anh em cứ yên tâm. Đó, ấn vào trang chủ cho mình. Mình là cá nhân. Rồi, thử miễn phí 30 ngày. Để sau. Rồi, vào trang chủ của Canva thì sẽ như thế này. Và anh em ấn vào cho mình là ô tìm kiếm mới thiết kế cái gì. Thì mình ấn là trang trí kênh YouTube. Nhá, trang trí kênh YouTube. Đây, nó sẽ sổ cho mình một ở dưới này. Mình không phải enter gì nhá. Ấn vào mỗi chữ là trang trí kênh YouTube. Thì nó sẽ hỏi là đây. Mình sẽ ấn vào chữ là trang trí kênh YouTube trên cùng này. Rồi, nó sẽ cho mình rất là nhiều các cái mẫu trong này, và anh em có thể là chọn những cái mẫu miễn phí như này để anh em có thể làm. Dù như thế này thì anh em có thể chỉnh sửa ở đây, ấn vào đấy chỉnh sửa trực tiếp như này luôn này. Đấy, rất là nhiều những cái mẫu đẹp ở trên này, nó có rất nhiều mẫu đẹp. Thì mình chọn bừa đi một cái, mình ấn vào đây thì mình chỉnh sửa trên này được, mình ấn là ví dụ là ông T chẳng hạn, đúng không? Đấy, mình viết đây là ông T Vlog luôn này, cho nó dễ này. Đấy, mình trang trí những cái này thì anh em có thể là thỏa sức sáng tạo ở trên này, và anh em có thể là tha hồ đặt những cái
chữ này như nào, cách cái kiểu chữ thay đổi như nào trên này anh em, chắc anh em biết rồi. Và trên này là có rất nhiều phông chữ này, anh em thể chọn này, ví dụ như đây này chẳng hạn này đấy, nó có nhiều phông chữ lắm, anh em tha hồ chọn thiết kế cho mình thỏa sức sáng tạo luôn. Rồi sau khi mình em đã tạo phông chữ xong thì anh em ấn vào phần là tải xuống đây cho mình đây, và cái chọn này phần gọi là phần loại tệp thì mình ấn vào chữ này và chọn JPG. Rồi thì đây là cái kích thước ảnh bìa mặc định của cái kênh YouTube mà thằng Canva này nó biết được rằng là cái tỷ lệ kích thước của cái ảnh bìa YouTube nó là 2560 x 1440 pixel. Đây là em nhìn thấy không, thì anh em không phải làm một cái gì nữa, anh em chỉ việc là để y mặc định như vậy và ấn chữ là tải xuống đấy, và chờ một chút xíu sẽ tải cho mình, và anh em đã có một cái ảnh bìa và có thể là vào đấy sử dụng được rồi. Quay trở lại cái YouTube và ấn vào chữ chỉnh sửa là thêm hình ảnh kênh, ấn vào đó và ấn vào chọn từ máy tính của bạn. Đương nhiên là mình vừa để ảnh trong ổ D ảnh gốc, chọn vào đây. Anh em không phải tính toán kích thước của ảnh bìa đấy nhá, cho nên anh em cứ yên tâm. Và đây làm là tự động canva.com người ta thiết kế cho mình cái kích thước hình ảnh nó vừa rồi, mình việc chỉ việc là căn làm sao cho nó cái chữ nó vào giữa cái khung hình như này. Và đây YouTube cho anh em xem trước một cái rất là hay, đó là có thể là nhìn trước được cái ảnh bìa mình sẽ xuất hiện như nào trên các thiết bị, dụ như là máy tính để bàn nó sẽ như này, và trên TV nó sẽ như này, và điện thoại di động sẽ như này. Nếu như anh em cảm thấy những cái chữ đấy là cân đối rồi thì anh em ok ấn vào là chọn là lưu đấy nha. Vậy thôi, đấy là đăng ảnh kênh xong này, rồi tạo ảnh bìa xong này. Và bây giờ đến cái phần là thiết lập những cái gọi là những cái hình thu nhỏ ở trong video, ví dụ là hình mình tìm cái kênh T-Vlog chẳng hạn đó nhá. Đây nhiều em hỏi rằng cái hình ảnh, tại sao hình ảnh này có hình ảnh ở đây ra này, đây hình ảnh dưới góc này, tại sao lại có cái logo ở dưới này, và có thể là di chụp vào đây phát nó ra cái chữ đăng ký luôn. Thì mình sẽ hướng dẫn anh em tại sao lại có hình ảnh này và mình muốn đặt như thế nào. Thì đây anh em lại tiếp tục ấn vào logo kênh YouTube và ấn vào YouTube Studio đây này, em thấy không, ấn vào đó. Và anh em lại sang cái bên này là anh em tìm cho mình cái phần là phần cài đặt dưới này. Đây, mặc định là đô la ở nước Mỹ này. Và kênh này, đây cho quốc gia, tất nhiên là mình chọn quốc gia ở Việt Nam, tại vì mình đang dùng đường truyền internet ở Việt Nam. Chứ anh em đừng bao giờ nghĩ đến vấn đề là tôi ở Việt Nam mà tôi muốn cho nước ngoài xem, tôi muốn kênh tôi nhiều tiền thì tôi tạo cái tên kênh của tôi ở nước ngoài. Sai. Mình ở đâu thì mình cứ tạo kênh của mình ở đó, nhưng vấn đề là mình làm nội dung cho ai xem, làm nội dung cho người nước ngoài xem hay làm nội dung cho người Việt Nam xem. Đây từ khóa, đây là từ khóa kênh của mình nhá. Từ khóa kênh thì mình có thể là viết được là ông T Vlog chẳng hạn này, ông T Vlog phải, hoặc là ông T phải. Mình viết thẻ tang kênh của mình, ví dụ như là làm YouTube 2020 phải. Đấy là những cái thẻ tang kênh này, mình có thể là viết nhiều hơn một tí nữa và ấn vào lưu. Rồi bây giờ đến cái chế độ mặc định cho video tải lên. Thì trong video tương lai thì mình để in cái phần tiêu đề này, mình có thể chỉnh sửa sau, mình không được thêm như thế này. Phần mô tả video thì mình, đây phần mô tả video, đây là chính là cái phần mô tả video. Mình mở em một cái tab YouTube lên cho anh em xem phần mô tả video là như thế nào. Thì đây chính là phần mô tả video, mình tìm kênh T-Vlog của mình làm cái mẫu trước. Đây chính là phần mô tả video. Đây là cái phần mô tả video, anh em có thể là viết như thế nào đấy là quyền của anh em, nhưng mà mình khuyên anh em là nên thêm một cái gọi là cái câu chào ở đây, là có thể là mọi người sẽ liên hệ với bạn như thế nào để mọi người biết được là kênh YouTube này đang hay và mình muốn liên hệ với chủ kênh YouTube để quảng cáo chẳng hạn là như thế nào đó, hoặc là muốn giao lưu kết bạn thì mình có thể là xin Facebook của họ, thì mình hãy nên để cái đường link Facebook ở trên này hoặc là Gmail ở trên này để cho những cái người người ta cần liên hệ với bạn người ta liên hệ được. Đến cái thiết yếu tối thiểu của một kênh YouTube. Còn phần mô tả thế này anh em có thể là viết thỏa sức thêm được những cái gì thế này nữa. Như mình đây thì mình muốn anh em xem thêm những cái video của mình nó trong kênh. Thì đây là mình muốn mọi người xem thêm cái video của mình như thế nào trong kênh của mình. Thì mình sẽ thêm những đường link kênh ở trên này để cho mọi người có thể là vào đây xem. Ví dụ là người ta xem xong video này chẳng hạn, người ta thấy hay, người ta ấn vào xem những cái phần mô tả thế này, nó có những cái video mới, và người ta có thể tìm kiếm từ trên này xuống, và người ta bảo cái video mình đang muốn tìm kiếm đây, nó ở đây rồi, mình ấn vào xem luôn. Như vậy là nhanh gọn. Còn đến cái phần này, nhiều anh em hỏi là không biết viết cái dòng chữ màu xanh này kiểu gì. Đây, dòng chữ màu xanh này kiểu gì. Em nhìn nhá, đây là Google Ads này, quảng cáo video này, làm YouTube 2020 này. Thì đây trong phần mô tả sẽ có luôn. Cách viết như thế này mình sẽ để ý cho anh em viết luôn. Thì anh em viết cho mình là như sau, viết thăng này, xong rồi viết cái tên này xong này. Từ khóa đó xong viết phẩy phát, xong lại cách dòng phát, xong viết thăng tiếp. Xong lại viết liền vào với nhau. Có dấu hay không có dấu vẫn phải viết liền nhá, viết xong phẩy phát, cách ra, xong lại thăng.
Mình chỉ nên viết khoảng độ 3 từ thôi, tại vì nó chỉ hiển thị được 3 từ ở trên này thôi, cho nên anh em không phải viết nhầm gì nhiều quá. Đây chỉ 3 từ: Google ADS quảng cáo video và làm YouTube 2020. Rồi phần mô tả anh em sẽ như thế và chọn chế độ hiển thị thì tất nhiên là công khai. Đấy, thẻ từ khóa thì mình có thể viết thêm vào, ví dụ là ông T Vlog chẳng hạn. Phải, nên nó mặc định của nó mà, kệ mình viết thêm vào đấy thôi. Và mình sẽ, và nếu như anh em chưa có biết cái công cụ lọc từ khóa như thế nào thì mình có thể xem lại cái video mà mình có một cái video nói về vấn đề đó là cách viết thẻ tang từ khóa tiêu đề video như thế nào, thì là mình đã có một cái video đấy thì anh em có thể vào đấy tham khảo. Còn nếu như anh em muốn chờ đón những video sau thì mình có thể là chia sẻ chi tiết hơn cho anh em về vấn đề là chọn từ khóa thẻ tang như thế nào, thì đấy là mình giới thiệu với anh em như thế. Đây, từ khóa thẻ tang ví dụ như từ khóa ông T hoặc là Vlog chẳng hạn. Phải, nhưng mà hỏi từ khóa là cái gì thì đây cho mình cho anh em xem những cái từ khóa đấy nó sẽ như thế nào trên kênh của mình, ví dụ như kênh của T Vlog. Đây, ví dụ từ tụt súp đi chẳng hạn, đây này, tụt súp, enter. Tại sao video của mình lại lên đầu tiên trên top hệ thống? Kể cả từ tụt view cũng thế, enter. Tại sao chỉ một cái từ khóa đơn giản như vậy mà video của mình lại lên top? Đây, cho anh em xem một cái bí mật. Đây, đây chính là tại sao lại có những cái như vậy. Tại vì mình đã thêm những cái thẻ tang từ khóa vào trong video của mình, nó sẽ hiển thị lên như thế này. Đây là những cái từ khóa thẻ tang video của mình, thì mình thêm vào cái phần này. Đây, phần này nhá. Đấy, anh em nhìn không? Đây là chấm điểm cho anh em luôn. Tại sao chấm điểm như thế này thì mình sẽ chia sẻ với anh em sau. Đây, khi mình tìm từ khóa tụt súp thì mình có dấu thăng sau, thăng 1. Thì đương nhiên là mình tìm từ tụt súp mình đứng đầu tiên trên hệ thống. Tìm từ tụt view mình cũng đứng đầu tiên trên hệ thống. Tìm từ tụt giờ xem mình cũng đứng đầu tiên trên hệ thống. Và tìm từ tại sao kênh bị tụt súp mình cũng đứng đầu tiên trên hệ thống. Và tìm từ cái chữ là kênh bị thì mình đứng thứ 20 trên hệ thống. Nhá. Đấy là cái hay, có thể giúp anh em lọc những từ khóa rất là hay ho. Thì mình chia sẻ với anh em sau. Cái đấy là cái anh em phải thêm vào trong video. Nhiều anh em còn rất là thiếu trong vấn đề là thêm thẻ tang từ khóa vào trong video. Thì video ngày mai thì mình chia sẻ với anh em cách chọn từ khóa như là thẻ tang như nào và cách đăng video làm sao cho nó đầy đủ mọi cái thủ tục, không thiếu một cái gì hết. Rồi đến cái phần là phần quyền. Tất nhiên là mình chủ sở hữu rồi, mình bỏ qua cái vấn đề đấy. Cái này kệ nó đi, không quan trọng nhá. Không quan trọng. Thấy không? Kệ nó đi. Rồi, qua được phần kênh này nữa thì mình thêm một cái phần nữa, phần cài đặt nâng cao. Thì đây, khi người ta đăng video lên nó sẽ hỏi là cái video mình có dành cho trẻ con hay không. Nếu như ấn vào chữ có đặt kênh trẻ con thì mình không còn quảng cáo được cá nhân hóa, tức là mình sẽ bị tắt bình luận là một này. Tóm lại là kênh dành cho trẻ em xem nó sẽ không có những cái bình luận nhạy cảm, nó không có bình luận thì đương nhiên là sẽ không ảnh hưởng đến cái tâm lý trẻ con. Và đương nhiên là kiếm tiền trên kênh của trẻ con cũng rất là khó, gần như là không kiếm tiền ở trên kênh của trẻ con. Thì mình tốt nhất là mình đặt cái video của mình là không, không, không đặt kênh này là không dành cho trẻ em. Tôi không bao giờ đăng tải nội dung dành cho trẻ em. Nội dung dành cho trẻ em nó khác với nội dung là có trẻ em. Và cái nội dung có trẻ em trong đó nó chưa chắc là nội dung dành cho trẻ em xem. Tại vì nhiều kênh dành cho người lớn xem nhưng mà lại có trẻ con xuất hiện trong đó. Cho nên là có trẻ em xuất hiện trong video nó khác hoàn toàn so với lại cái gọi là cái video dành cho trẻ em. Còn cái phần liên kết tài khoản Google ADS này mình sẽ chia sẻ với anh em sau. Hướng dẫn anh em tạo cái tài khoản Google ADS làm sao để anh em có thể là liên kết với kênh YouTube của mình và tự chạy quảng cáo cho cái video của mình. Phụ đề này thôi, cái đấy mình không quan trọng lắm đâu. Đa số những người làm cho người nước ngoài xem ấy, thì người ta không cần thiết là phải có cái Việt sub hay là có phụ đề vào. Người ta chỉ cần làm một cái hành động không thôi là người nước ngoài người ta xem đủ hiểu rồi. Ok, thì bây giờ đã xong hết tất cả những thứ này rồi. Thì bây giờ mình tính cái phần là xây dựng thương hiệu. Đây là cái phần mà tại sao mình bảo anh em lại có những cái hình nhỏ nhỏ thế này đây. Cho anh em xem đây. Thấy không? Thì đây, đây chính là cái phần đấy. Thì mình bắt đầu là hình ấn vào cái chữ chọn ảnh này. Dù mình chọn một cái ảnh bất kỳ của mình đi. Chẳng hạn trong Google Ads mình có một cái ảnh này đây. Đấy. Thì mình sẽ hỏi là thời gian hiển thị là bao nhiêu. Thì mình chọn là toàn bộ video luôn và cái chữ là lưu nhá. Rồi thì khi đó anh em sẽ có một cái hình ảnh đó mờ mờ ở góc này, nó mờ nó không rõ, khi em chuột vào trong nó mới rõ lên và nó ra cái chữ đăng ký kênh. Hoặc em có thể là tạo một cái, lên mạng tìm cái gọi là cái logo subscribe chẳng hạn,
logo subscriber. Đây, anh em lên mạng tìm một cái logo là subscriber và anh em có thể là cái lấy cái ảnh đó và đặt vào trong cái thay thế cái ảnh kia của mình. Thay thế với hình ảnh của mình ở góc này này, đấy thì coi như là mọi người nhìn thấy đấy, mọi người tưởng nút đăng ký và ấn vào đấy thì sẽ ra nút đăng ký và mọi người ấn đăng ký kênh cho mình thôi. Nhưng mình là mình để cái mặt của mình luôn cho nó xịn xò. Về cơ bản là tạo kênh nó sẽ là như thế. Còn em muốn tạo cho mình một kênh thương hiệu thì nó cũng đơn giản thôi, nhưng mà mình không khuyến khích anh em tạo kênh thương hiệu. Anh em làm nghiêm túc rồi thì anh em xác định là cái kênh của mình nó phải chuẩn, phải xịn sò và chính chủ thì mình nên để cái kênh mình là kênh chính nhá. Nó sẽ có rất là nhiều lợi ích. Thì đến đây video nó khá là dài rồi, hướng dẫn làm kênh YouTube mà nó dài đến mức độ này thì cũng là kinh khủng lắm rồi. Nhưng mà đây là mình đã chia sẻ với anh em chi tiết những cái để mình có thể tạo một cái kênh YouTube làm sao cho nó đầy đủ mọi thủ tục pháp lý cũng như là các cái setup cài đặt cần thiết để mình có thể tạo một kênh YouTube hoàn chỉnh. Thôi thì hy vọng là video này có thể là giúp anh em tạo một kênh YouTube nó sao cho nó hoàn chỉnh được rồi. Thì bây giờ chẳng biết nói gì hơn nữa. Nếu mà anh em cảm thấy video này có ích cho anh em thì có thể ấn đăng ký kênh ủng hộ cho mình và nhớ ấn chuông để nhận thông báo khi có video mới nhất. Thân ái và quyết thắng. Chào tất cả anh em. Bye bye.